Thấm thoát đã 25 năm trôi qua kể từ khi bức tường Berlin bị người dân kéo đổ ngày 9 tháng 11 năm 1989, mở đường cho công cuộc tái thống nhất nước Đức và liên kết hai vùng Đông Tây của châu Âu. Ngày nay, bức tường do chính quyền Đông Đức xây dựng năm 1961 để ngăn chặn người dân không bỏ chạy sang phía Tây. Chỉ còn một đoạn bên bờ sông Spree và là nơi các nghệ sĩ tự do vẽ hình ghi những khẩu hiệu chính trị khác nhau cho du khách tới xem. Cũng tại đông Berlin, nhà tù công an Stasi nay cũng chỉ còn là một điểm để đón du khách. Cổng thành Brandenburg nổi tiếng, từng chứng kiến các biểu tình vĩ đại trong lịch sử Đức. Quảng trường Alexander cũng như nhiều địa điểm khác ở Berlin, nay cũng là nơi để người tứ xứ tới xem một đất nước Đức giàu mạnh giữa lòng châu Âu nhưng vẫn không quên một quá khứ có nhiều mảng đen tối.